nên chính của chúng ta tên là ân vô đạo. Khi vừa bắt đầu đã bị Long Vương tiêu thần bóp chết. Các bạn nghĩ như vậy là kết thúc chuyện rồi sao? Không đâu nhé, đây mới là mở đầu cho hành trình lĩnh hội La Hán đẩy xe bò, ngũ hổ vồ sôi với các vị mỹ nữ xinh đẹp của hắn. Thời điểm này một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đỏ đang chăm chú nhìn điện thoại trên tay, miệng lẩm bẩm hệ thống của cô kiểm tra thấy có người xấu tội ác tày trời vừa mới chết. Nhìn đi nhìn lại cái nơi hoang vu này cũng chỉ có xác của ân vô đạo. Hướng cái xác của cậu đi tới, ngón tay điểm lên đỉnh đầu, hệ thống thần cấp đại phản phái đang được cập nhật. Luồng sáng màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, cảm giác năng lượng điên cuồng tràn vào. Mở mắt ra là hình ảnh Long Vương Tiêu Thần và mẹ vợ hắn đang cơm bạt nảy lửa, đậu mé, bản thân trọng sinh sao. Nhìn tới chiếc đồng hồ trên tay, chuẩn xác mà nói thì cậu trở lại nửa giờ trước khi bị Long Vương bóp chết. Ân vô đạo còn đang nghi hoặc, trong đầu đột nhiên nhiên truyền đến thanh âm. Đã kích hoạt hệ thống thần cấp đại phản phái, nhiệm vụ thứ nhất được hệ thống phát ra là phải sống sót đếm ngược hệ thống đã kích hoạt, ân vô đạo tái mặt nhận ra nửa giờ tới chính là giờ chết của mình. Cậu không nhịn được mà dùng mình, mồ hôi vã ra như tắm. Vợ Long Vương ở bên cạnh thấy vậy cũng ân cần hỏi thăm. Giang Nhược Tuyết biểu cảm lo lắng, lấy tay lau vội mồ hôi đang chảy dài trên trán cậu. Nhìn hai con thỏ trắng trước mắt, lại thấy biểu cảm như ăn phải rồi của tiêu thần ở sau. Ân vô đạo lúc này nào có tâm tình hưởng thụ. Mặt cậu đầy vẻ tức giận, hất tay Giang Nhược Tuyết ra, trong lòng không ngừng chửi thề cô còn ngại anh chết không đủ nhanh hay sao. Thấy phản ứng ân vô đạo như vậy, mẹ vợ Long Vương mặt mày dạng rỡ miệng cười toe toét đi tới kéo lấy tay anh. Không ngừng khuyên nhủ cậu đừng tức giận cũng thẳng oát con vô dụng đấy làm gì. Đánh mắt về tiêu thần kế bên, bà ta mặt mày đanh lại, ân thiếu đã giúp Giang Thị giành được 10 tỷ đầu tư. Lại cho hắn biết Giang Nhược Tuyết đã quyết định tái giá lần nữa với ân thiếu. Ân vô đạo chỉ có thể ôm đầu bất lực. Long Vương thì buồn bực giải thích, 10 tỷ vốn đầu tư đấy là do hắn sắp xếp, mà bản thân lại chính là ông chủ đứng sau. Nhưng Giang Nhược Tuyết không những không nghe, còn cho hắn một cái tát trời giáng, cô chửi như tát nước vào mặt hắn. "Im miệng, anh cho rằng anh cũng là họ Tiêu thì có thể có mối quan hệ với Tiêu Đồng sao? Thật không biết xấu hổ, anh càng làm như vậy chỉ càng khiến tôi xem thường anh thôi." Sau đó quả quyết đuổi hắn ra khỏi Giang ra Nhìn sự việc đang diễn ra đúng theo kịch bản kiếp trước, Ân Vô Đạo hoảng sợ tới mức muốn tiến lên ngăn cản bởi cậu biết hắn lập tức ngả bài. Hai mẹ con giang ra không biết điều này, cứ nghĩ cậu muốn ra tay với tiêu thần nên cản lại. Đột nhiên xông vào ba người đối với tiêu thần rất cung kính. Nghe đồn Long Vương Điện là tổ chức ngầm số một thế giới ở hải ngoại. Thủ hạ của Long Vương có ba vị tướng tài lần lượt là Diêm La, Bạo Quân và Tài Thần. Dám to gan làm Phật ý Long Vương, vậy hợp đồng 10 tỷ này sẽ không còn hiệu lực nữa. Tài Thần vừa nói vừa xé nát hợp đồng trước mặt mọi người. Bạo Quân thì rút ra chiếc iPhone 14 Pro Max chỉ cần một cuộc điện thoại của hắn đủ khiến nhà họ ân và họ giang bốc hơi khỏi giang thành. Diêm la thì khoa trương hơn hai tay hai súng, chỉ cần Long Vương ra lệnh lập tức đại khai sát giới. Vào đầu bước tai trong đầu lúc này là một mớ hỗn loạn, lại là tử cục, ân vô đạo nghĩ mình sẽ phải chết thêm lần nữa. Không thể chấp nhận số phận, ánh mắt kiên định, ân vô đạo quyết không thể làm đá lót đường cho bọn thiên tuyển chi tử được. Cứ nghĩ ân vô đạo sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, tên Long Vương hất hàm chế diễu. Tôi không chấp nhận lời cầu xin của anh, nhưng tôi sẽ cho anh chết một cách thoải mái. Trái lại ân vô đạo cũng không có ý định như vậy. Cậu có một cuộc điện thoại có thể khiến Long Vương vạn kiếp bất phục. Long Vương cười lớn ha ha cũng phách lối quá nhỉ. Sau đó chỉ tay một mặt khinh thường nhìn ân vô đạo. Hắn rất muốn xem là ai có năng lực lớn đến như vậy. Lại thúc giục cậu tranh thủ thời gian gọi điện. 12.339 điện thoại cơ quan tình báo quốc tế đã được nối máy. 15 phút sau, một đám người trang bị tận răng được dẫn đầu bởi mỹ nữ ngực bự lục mạn ba tên thủ hạ của Long Vương nhanh chóng bị khống chết, trước hỏa lực mạnh chỉ có thể đầu hàng úp mặt dưới đất. Nhìn một màn trước mắt Long Vương như ngây ngốc mắt chữ O mồm chữ A, bộ vòng xi men sáng bóng đã được nữ đội trưởng ngực bự lấy ra từ bao giờ. Hắn là thủ lĩnh của tổ chức bất hợp pháp nước ngoài, từ lâu đã nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Interpol. Dù đã bị tra tay vào còng dẫn giải đi, Long Vương vẫn không quên trào phúng ân vô đạo không nói võ đức, không phải là chính nhân quân tử. Nghe đá đều có vẻ cũng thấy cay cay, nhưng xin lỗi ân vô đạo là nhân vật phản diện à nha. Sau khi báo cáo không những giải quyết được kẻ thù, còn có thể nhận được 200 vạn tệ tiền thù lao. Đếm ngược kết thúc, hệ thống cũng hiện lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ, thành công cướp được một điểm thiên kiêu. Có vẻ chỉ cần giải quyết thiên chi kiêu tử là có thể cướp được điểm thiên kiêu trên người đó. Chỉ là không biết những điểm thiên kiêu này để làm gì. Lúc này hệ thống lại hiện lên thông báo, kiểm tra thấy bàn tay vàng của Long Vương tiêu thần, cửu Long chân khí lựa chọn sao chép hoặc cướp đoạt cảm thấy hệ thống này có chút thú vị, nở một nụ cười tà mị, với tính cách chảm thảo trừ căn của phản diện, ân vô đạo không cần suy nghĩ trực tiếp lựa chọn cướp đoạt. Lúc này tại đồn cảnh sát, cả người vô lực Long Vương trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Cả cơ thể cảm giác như bị rút khô, uể oải tới nối sức lực đứng dậy cũng không có. Chuyển cảnh về ân vô đạo, cậu lúc này tay trái ôm lấy mỹ nhân giang nhược tuyết, nhìn điện thoại trên tay không nhịn được mà cười lên hưng phấn. Mọi thứ của Long Vương bây giờ đều là của cậu. Nhìn số dư trên màn hình, cậu không khỏi cảm thán tốc độ làm việc của cảnh sát quá nhanh. Nhìn thấy số dư hơn 30 tỷ, hai mắt bà mẹ vợ tỏa sáng, cái bắp đùi này chắc chắn phải ôm chặt. Tiêu thần đã bị bắt, khoản đầu tư trước đấy đã không thể nào lấy được, công ty đứng trước bờ vực phá sản, lúc này chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người ân vô đạo. Ngoái ngoái lỗ tai, ân vô đạo vô lại nhìn tới Giang Nhược Tuyết bên cạnh. Giang gia có được cứu hay không tất cả đều phải xem thái độ của cô. Trải qua một lúc suy nghĩ, ân vô đạo là người phong lưu độc đoán, nếu hy sinh vì gia tộc thì đời này coi như chấm hết, nhưng muốn cứu Giang gia cũng chỉ có thể nương nhờ vào ân vô đạo. Giang Nhược Tuyết biểu cảm ngại ngùng nép sát người cậu, "Kính xin ân thiếu xuất thủ cứu Giang gia chúng tôi." Ân vô đạo cười tủm tỉm, "Cứu Giang gia thì cũng được thôi, nhưng mà tôi đang muốn cái gì thì chắc cô là người biết rõ nhất nhỉ?" Không ngờ lúc này hệ thống lại hiển thị độ thiện cảm của Giang Nhược Tuyết đang là âm 100. Đây đã là mức độ cực kỳ ghét bỏ rồi a. Thông báo nhiệm vụ mới được ban bố. Công lực thiên chi kiêu nữ Giang Nhược Tuyết, yêu cầu khi độ thiện cảm của đối phương đạt 90 thì có thể hoàn thành. Phần thưởng nhận được là một điểm thiên tài và thiên phú kinh doanh. Ân Vô Đạo chỉ có thể cười khổ nghĩ độ thiện cảm 90 trở lên á, hiện tại thiện cảm thế nhưng là giá trị âm đấy. Tuy không tình nguyện nhưng Giang Nhược Tuyết vẫn chu chiếc môi hồng hào thơm tho của mình về phía Ân Vô Đạo. Nhìn thấy cảnh này Ân Vô Đạo cũng không nhịn được mà lên tiếng, ghét tôi như vậy nhưng lại muốn nịnh nọt lấy lòng tôi, khó chịu lắm đúng không? Nghe vậy làm cô ta chột dạ miệng vẫn không ngừng phủ nhận điều đó. Ân vô đạo với ánh mắt sắc lạnh, có hay không thì tự trong lòng cô là rõ nhất. Đầu tư 10 tỷ sao, các người nghĩ nó như đánh giấm à, tôi cũng không phải con rể liếm chân mấy người, chuyện làm ăn vẫn phải nói rõ. Chỉ thẳng về phía Giang Phu Nhân, ân vô đạo muốn bỏ ra 10 tỷ mua lại tập đoàn Giang Thị, bà mẹ mặt mày tái nhợt, mua lại sao? Còn về Giang Nhược Tuyết, lúc này độ thiện cảm đã rớt xuống âm 120, đã chuyển sang tới trạng thái cam ghét. Bá đạo rời đi, ân vô đạo không quên cẩn thận dặn dò tôi biết các người tạm thời khó mà đồng ý nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất của các người sau khi suy nghĩ xong có thể để giang nhược tuyết tới biệt thự tìm mình để ký hợp đồng trong đầu lại vang lên nhắc nhở hệ thống phát hiện độ thiện cảm đang giảm mời túc chủ thay đổi sách lược chỉ thấy ân vô đạo cười xảo quyệt gạt phăng thông báo ra đối phó với đàn bà cậu tự tin có thể giỏi hơn hệ thống ân vô đạo lái xe thể thao trở về biệt thự của mình ở giang biên tiểu trúc vừa xuống xe đã kêu thanh nhã mau ra đây Nghe thấy giọng nói này, cô gái đang gọt trái cây cũng giật mình, chẳng may bị con dao trên tay cứa một đường. Cô gái đấy không ai khác chính là người vừa được ân vô đạo gọi, tên Tô Thanh Nhã. Cô xin lỗi vì hôm nay anh về sớm như vậy cho nên vẫn chưa chuẩn bị nước tắm. Thông qua hệ thống độ thiện cảm cô dành cho hắn không ngờ lại là 90 bên cạnh đó không ngờ lại còn sợ hãi tới 80. Ân vô đạo thực sự không ngờ Tô Thanh Nhã lại yêu mình, nhưng mà cô ấy tại sao lại có cái sợ hãi đó? Để ý thấy ngón tay cô đang bị thương, anh lo lắng lên tiếng hỏi thăm nhưng cô ấy sợ hãi không nói gì có lẽ là bởi vì lần trước đã đánh cô ấy cho nên mới để lại bóng ma tâm lý trong lòng sau khi chết đi sống lại ngẫm lại những việc mình đã làm quả thật kích thích rất hợp với bối cảnh nhân vật phản diện của mình trương gia bộ mặt vô lại nắm lấy đôi vai trần nõn nà của tô thanh nhã anh bảo cô đi thu dọn căn phòng dùng để thiền định nhìn bóng lưng người đẹp rời đi ân vô đạo quyết định sau này sẽ đối xử tốt với cô không còn để cô sống trong sợ hãi ở trong phòng thiền cậu ngồi xếp bằng cửu long chân khí không ngừng được vận chuyển tạp chất trong cơ thể không ngừng được loại bỏ ra khỏi cơ thể lúc này mỹ nữ sườn sám đầu chuyện không biết từ đâu hiện ra tuy là cô giúp anh khai mở cửu long chân khí nhưng cái tốc độ tu luyện nghịch thiên này cũng quá đáng sợ nhìn vào thiên phú cỡ này có vẻ cô đã không chọn lầm nhìn miếng ngọc màu xanh trên cổ ân vô đạo cô biết đây là một nơi trú ẩn hoàn hảo có thể giúp bản thân tránh thoát du thần tuần tra thấy anh đã thu công thanh nhã bước vào trên tay còn bưng theo một chén súp sau khi tu luyện cửu long chân khí ân vô đạo cảm thấy toàn thân thoải mái các tạp chất trong quá trình tẩy kinh phạt tủy đã bị tống ra khỏi cơ thể nhìn cơ thể sáu múi mlem lem của mình anh không tin tô thanh nhã sẽ không động lòng tô thanh nhã cầu xin anh thả cô bé tối qua anh đưa về nghe nói cô gái đó có anh trai là quân nhân cô sợ anh ta sẽ đến trả thù nghe vậy ân vô đạo vẫn dừng dưng đổ súp vào miệng anh còn chẳng nhớ ra đấy là cô bé nào lại cảm thấy cơ thể toàn là mồ hôi nên quyết định đi tắm qua một lúc sau chỉ thấy Ân Vô Đạo quấn khăn bước từ trong phòng tắm ra, lúc đang sấy tóc, cảnh báo nguy hiểm bỗng nhiên vang lên, biết có chuyện không lành, Ân Vô Đạo liền tìm kiếm một vòng quanh phòng, sau tấm rèm phía xa không ngờ có thân ảnh một người phụ nữ, chỉ thấy một cô gái yếu ớt đang nằm trên giường. Ân Vô Đạo giật mình nhận ra cô gái Tô Thanh Nhã muốn nhắc tới là đây, đêm qua sau khi bắt gặp trên sàn nhảy, anh chỉ buột miệng khen cô nhìn có vẻ thuần khiết, không nên xuất hiện ở nơi này thì tốt hơn. Ấy vậy mà tên cháu nội Khương Nhân Kiệt là một trong tứ thiếu giang thành liền cho người bắt cóc tới đây. Ân vô đạo vào đầu bứt tai, kết bạn cầu thả quá đi mà, đây chính là tự đào hố chôn mình mà. Nói như vậy thì lúc nãy cái chữ nguy hiểm xuất hiện và cô gái trên giường này có liên quan đến nhau rồi. Đang bối rồi chưa biết xử lý làm sao thì hệ thống lại phát ra nhiệm vụ mới. Kiểm tra thấy thiên kiêu binh vương đang đến gần, hệ thống đưa ra nhiệm vụ sống sót. Đang tái mặt sợ hãi chưa biết phải đối phó làm sao với binh vương, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm đánh nhau. Qua màn hình giám sát, thì quả nhiên có người xông vào. Kẻ đến không thiện, tay đấm, chân đá thoáng chốc tất cả vệ sĩ đã bị hạ gục. Khi thế bộc phát ra cách cả một cái màn hình ân vô đạo vẫn cảm thấy chuyến này mình lành ít dữ nhiều. Tên binh vương Lâm Phong không ngừng khiêu khích, cút ra đây cho tao. Những nơi hắn đi qua, không một vệ sĩ nào còn đứng vững trên đất. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ân vô đạo bước xuống cầu thang, cũng không quên hỏi là tên nào không có mắt dám xông vào nhà tôi nghiến răng nghiến lợi lâm phong chỉ thẳng mặt ân vô đạo mà quát tao tới đấy để tìm em gái lâm vũ nhu mày mà dám động đến một sợi tóc của em ấy thôi tao sẽ khiến mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết ân vô đạo rất là không hài lòng anh là cá lộn sao lại dám ở đây hô to gọi nhỏ như thế sau khi nghe vậy lâm phong rất khó chịu huy quyền đánh tới ân vô đạo mặc dù rất sợ hãi nhưng ân vô đạo cũng muốn thử xem cửu long chân khí uy lực như thế nào hai nắm đấm va và chạm vào nhau xung kích đẩy ân vô đạo lùi về sau vài bước quyền đầu cũng không nhịn được run rẩy sức mạnh thật bá đạo nếu là trước đây thì cậu đã bị một quyền này đập chết rồi nắm lấy cổ ân vô đạo ép chặt lên tường lâm phong không ngờ cậu có thể tiếp được một quyền của hắn so với những tên phú nhị đại khác có vẻ mạnh hơn rất nhiều nắm đấm lâm phong vung lên phàm là động vào em gái hắn thì đều phải ăn đòn đang lúc cao trào thì bỗng em gái lâm phong hét lớn dừng tay anh hiểu lầm ân thiếu rồi vẫn giữ nguyên tư thế đánh tới, nắm đấm của Lâm Phong lúc này đã gần sát mặt Ân Vô Đạo. Hắn lên tiếng hỏi Vũ Nhu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bốn người ngồi xuống nói chuyện, cô gái kể lại chuyện tối qua bị kẻ xấu bắt nạt là chị Thanh Nhã cứu em đưa về đây, tất cả mọi chuyện không có liên quan gì tới Ân Thiếu. Với lại cô tỉnh dậy trên giường của chị Thanh Nhã, trên người một chút thương tích cũng không có. Lâm Phong không tin, bình thường khi gặp phải chuyện như vậy sẽ đưa tới bệnh viện chứ không phải là đưa về nhà. Thanh Nhã không vui nói tôi là bác sĩ y khoa đó nha. Lâm Phong khịt mũi, trong mắt hắn người có tiền trả ai là người tốt cả. Không thể nhịn thêm được nữa, ân vô đạo mắng như tát nước. Họ Lâm kia đừng có mà không biết tốt xấu, tổ phụ của tôi là công thần khai quốc, ông nội lại một mình bảo vệ biên cương xã Tắc. Cha anh thì ngày đêm chăm chỉ quản lý cái mảnh đất Đông Hải, tới mẹ anh thì hàng năm đóng góp cho cục thuế nhà nước hàng trăm tỷ tệ, cả nhà ba đời đều ra sức vì nhân dân. Ân vô đạo nói tới Lâm Phong chỉ có thể xấu hổ câm nín lâm vũ nhu thì hai mắt tỏa sáng như đã nhặt được báu vật sau khi được vũ nhu động viên lâm phong cũng đã chịu mở miệng nhận lỗi xấu hổ dắt tay em gái chạy nhanh ra ngoài đang muốn rời đi thì bị ân vô đạo cản lại bốn tên vệ sĩ của anh bị đánh tay tua bầm dập như vậy sao có thể để lâm phong dễ dàng rời đi nghe tới đây làm lâm phong có chút chột dạ lúc tới có ra tay hơi quá chi phí thuốc men của bọn họ sẽ do cậu ta đền bù đền ư anh lấy gì để mà đền đây hả Em gái anh vì kiếm tiền mà phải đi làm vũ nữ, chắc chắn là người trong nhà anh đang cần tiền gấp đúng không? Vũ Nhu đứng sau cũng lên tiếng xin lỗi. Cô thấy anh trai mình vất vả kiếm tiền lo chi phí phẫu thuật cho mẹ, nên cũng muốn đi làm giảm bớt gánh nặng cho anh. Hai nắm đấm lâm phong siết chặt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sử dụng tuyệt chiêu thao túng tâm lý, ân vô đạo đưa ra một đề nghị, vừa có thể miễn tiền thuốc men, lại còn tặng anh ta thêm một triệu tệ. Đề nghị của ân vô đạo rất đơn giản, chỉ là muốn lâm phong làm vệ sĩ cho mình thẻ đen cũng đã đưa tới trước mặt anh ta hai mắt lâm phong phát hỏa cả người ngập tràn khí tức nguy hiểm khi anh ta rời quân đội đã từng lập lời thề sẽ không bao giờ làm tay sai cho lũ tư bản các người vũ nhu bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng khuyên can anh à khí khái không thể tạo ra được miếng cơm để ăn đâu ca phẫu thuật của mẹ không thể trì hoãn hơn được nữa đâu như được đà thông tư tưởng lâm phong như biến thành một người khác anh ta gãi gãi đầu biểu cảm trông thật liếm cầu tôi cảm thấy ân thiếu là một người tốt, tôi đồng ý vì ngài mà ra sức. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ sống sót cũng vang lên. Phần thưởng nhận được là tất cả các thuộc tính của binh vương như chiến đấu chiến thuật, leo núi nhảy dù, lái xe trinh sát. Độ trung thành hiện tại của đồng đội là 20 nên tạm thời không nhận được điểm thiên kiêu, chỉ khi độ trung thành của đồng đội 100 mới có thể nhận điểm. Ân vô đạo vui mừng phát hiện, cửu long chân khí phối hợp với thuộc tính binh vương quả thực là vô địch A, phần thưởng ngẫu nhiên của hệ thống đã bố đời như vậy nếu lấy được điểm thiên kiêu cực khó kia thì há chẳng phải bản thân mạnh vô địch kinh thiên địa khiếp quỷ thần hai anh em lâm phong cảm ơn vô đạo đã hỗ trợ số tiền và hứa sẽ báo đáp ân tình nhìn độ trung thành của lâm phong chỉ là 20, ân vô đạo cũng chỉ có thể coi như là tạm ổn lúc này hệ thống lại phát ra nhiệm vụ công lực thiên tri kiêu nữ lâm vũ nhu phần thưởng là một điểm thiên kiêu và thiên phú giám bảo yêu cầu hoàn thành là độ thiện cảm đạt tới 95. nhìn tới lâm vũ nhu thì không ngờ độ hảo cảm lúc này đã là 60, làm cho Ân Vô Đạo cảm thấy ngơ ngác, độ thiện cảm này là sao? Nhìn cô gái ngây thơ trong sáng như vậy thật không nỡ ra tay mà. Khi hai anh em họ Lâm vừa rời đi, Ân Vô Đạo không nhịn được ôm lấy Thanh Nhã, "Cảm ơn vì đã binh vực anh, bằng không Lâm Phong đã có thể xé xác anh ta ra." Gạt phăng tay anh ra, độ thiện cảm của Tô Thanh Nhã đã rớt xuống 80, đây là lần cuối cô giúp anh như vậy, cô biết anh mặc dù xấu nhưng là vẫn có giới hạn. Ân Vô Đạo đứng đấy ngây ngốc mắt chữ o mồm chữ a chẳng hiểu tại sao độ thiện cảm lại giảm như vậy chẳng lẽ tình cảm của tô thanh nhã sẽ dần mất đi sao anh à mau lên đi đưa mẹ đến bệnh viện xong thì tới chỗ ân thiếu làm việc ngày đầu tiên đừng nên đi trễ lâm phong vừa định đến chỗ ân vô đạo làm việc lúc này đột nhiên bức tường trước mặt đổ sập xuống đám du côn tóc xanh tóc vàng đang điều khiển máy móc phá rỡ tên cầm đầu là tang biêu lên tiếng báo cho người trong nhà đã tới kỳ hạn phá rỡ nếu còn không chịu đi thì sẽ bị trôn cùng ở đây luôn anh em lâm phong cũng chẳng chịu yếu thế chỉ thẳng mặt tang bưu thách thức hôm nay có ông mày ở đây tao xem là thằng cờ hó nào dám phá rỡ vũ nhu ở bên cũng rất phẫn uất gia đình cô đâu muốn trở thành hộ bị cưỡng chế do bọn chúng đưa ra tiền đền bù thấp hơn giá thị trường gấp mấy lần bọn chúng là cưỡng ép mua và phá rỡ thấy hai bên đang chuẩn bị xảy ra xung đột sợ gặp phiền phức không cần thiết bà mẹ tiến lên xin lỗi và đồng ý phá rỡ cả nhà bọn họ sẽ lập tức dọn đi ngay bây giờ đáp lại chỉ là những cú đá túi bụi của tên cầm đầu tang bưu Lâm Phong dù rất muốn tiến lên cho tên này vài đánh yêu thương, nhưng lại sợ thế lực của hắn có thể tống mình vào tù đến mục xương. Dơ ra cái bản mặt gợi đòn, Tang Biêu không ngừng khiêu khích Lâm Phong tới đánh hắn. Dù rất tức nhưng cậu cũng chỉ có thể nhịn xuống, nếu cậu vào tù thì sẽ không có ai bảo vệ mẹ và em gái. Bỗng lúc nào có một cú đấm như trời giáng tống thẳng vào mặt Tang Biêu, đánh cho hắn răng môi lẫn lộn nằm bẹp trên đất. Ân vô đạo cho rằng mình chưa bao giờ thấy một yêu cầu nào biến thái đến như vậy luôn á. Cả ngày hôm này không thấy Lâm Phong đi làm nên ân vô đạo chỉ có thể lết cái thân xác này tới đây kiểm tra. Qua một lúc mụ mị lúc này tên Du đã tỉnh lại, miệng hắn không ngừng quát lớn ai dám đánh ông. Khi ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt cười như không cười của ân vô đạo chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Tay xoa xoa vết thương trên má, hắn không ngừng nhăn nhó giải thích. Đây chỉ là một sự hiểu lầm không hề nhẹ thôi. Hắn tên là Tang bưu là người của Khương Gia, trước đây từng lau giày cho ân vô đạo. Tiện tay nhặt lên chiếc cờ lê rơi trên đất, nguyên lai là người nhà khương nhân chẳng trách nhìn có chút quen mắt cứ nghĩ tới lúc này mọi chuyện sẽ kết thúc lại không biết rằng cờ lê trên tay ân vô đạo lúc này không ngừng massage trên người tăng biêu vừa đánh cậu vừa chửi người một nhà mày xưng sao người già mà mày cũng đánh đúng là không bằng cầm thú tăng biêu bị đánh tới nỗi không ngừng thổ huyết hắn không dám phản kháng chỉ có thể âm thầm chịu đựng miệng lên tiếng đe dọa ân vô đạo đánh chó không nể mặt chủ làm như vậy là muốn khiêu chiến với khương gia Lao lao vết máu dính lại trên tay Mày cảm thấy tao sẽ quan tâm đến điều đó sao? Thấy vậy thái độ của anh em nhà họ Lâm đã có chuyển biến rõ rệt. Thiện cảm của Vũ Nhu đã lên 70 còn độ trung thành của Lâm Phong không ngờ tăng tới 50 điểm. Bất ngờ trước thành quả đạt được, cách tốt nhất để mua được lòng người nhanh nhất chính là làm màu trước mặt mọi người. Mặt tên Du Côn lúc này cũng đã bị đánh thành đầu heo. Vì có sự nhúng tay của ân vô đạo nên hắn chỉ có thể gọi người của Khương ra đứng ra làm chủ mà thôi. Qua lúc sau, một chiếc ô tô đột ngột dừng trước mặt mọi người người mới tới có mái tóc đuôi ngựa màu đỏ này là lạc phong là con riêng của khương gia nhận ra người tới ân vô đạo không khỏi bỡn cợt ây dô đây chẳng phải con rơi của khương gia mới vừa được nhận về cách đây không lâu sao chưa gì đã muốn ra ngoài kiếm cơm rồi à khương gia không còn ai nữa sao sao lại phái một đứa con riêng tới đây chứ bị coi thường hắn ta tức giận vung chảo lao tới bất kể có gây ra ta họa cho khương gia ân vô đạo cũng không yếu thế nhưng người lách nhẹ về sau đã tránh được đòn tấn công chớp nhoáng đó Lúc này Lâm Phong cũng đã lướt tới chắn trước người Ân Vô Đạo và Lạc Phong, có cậu ở đây tuyệt không để Ân Thiếu bị thương. Giao phong một quyền với nhau, lực lượng cân bằng chấn bay hai người lui ra. Cảm thấy không thể sử dụng sức mạnh để chiến thắng, tên Lạc Phong lợi dụng thân pháp quỷ mị huyễn hóa ra thêm nhiều bản thể của mình. Cảm thấy thân pháp của đối phương rất ư quỷ mị, nếu chỉ dựa vào mắt thường Lâm Phong chắc chắn không thể đánh thắng. Nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận kinh khí phát ra xung quanh, Lạc Phong chớp lấy thời cơ từ sau lưng tấn công tới một quyền đắc thủ đánh thẳng vào vai Lâm Phong. Nhận thấy sau khi tấn công đối phương cũng để lộ ra sơ hở, Lâm Phong nhanh như chớp trả đòn bằng một cú đá trời giáng. Đứng ngoài quan chiến ân vô đạo không khỏi cảm thán, tên Lạc Phong vậy mà có thể đấu ngang tay với binh vương, e cũng không phải là hạng tầm thường. Tinh, kiếm tra thấy có thiên chi kiêu tử mới. Thiên kiêu Lạc Phong, đệ nhất sát thủ thế giới, nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Phong. Phần thưởng nhận được là một điểm thiên kiêu, huyết liên phi đao tam thập lục phẩm. Ân vô đạo âm thầm than thở, thân pháp quỷ mị lúc nãy chắc chắn được phối hợp dùng chung với phi đao, Lâm Phong liệu có thể chống đỡ được 36 thanh phi đao sao? Bước chân lặng lẽ, tên đầu heo Tang Bưu đã tiếp cận tới Ân Vô Đạo và Vũ Nhu. Nhận thấy ý định của hắn khiến cho Lâm Phong phân tâm, sau khi tu luyện Cửu Long chân khí đã có thể dự cảm được nguy hiểm. Ân Vô Đạo cười âm hiểm, đây là cơ hội tốt để cậu có thể làm tăng độ hảo cảm của Vũ Nhu cũng như lòng trung thành của Lâm Phong. Dám làm trái ý Khương gia, tất cả các ngươi đều phải đăng xuất tên vàng hung hăng tay cầm cơ lê nhảy bổ tới ý định tấn công về phía vũ nhu cẩn thận vừa nhắc nhở ân vô đạo không ngừng lao tới ôm vũ nhu vào lòng dùng chính cơ thể mình đỡ lấy nhát cơ lê vừa đến nhìn cảnh này lâm vũ nhu không khỏi bật khóc anh ấy vì mình mà ngay cả mạng sống cũng không cần động tĩnh lớn làm lâm phong đang đánh nhau cũng phải ngưng lại quan sát cậu ta lo lắng hỏi bọn họ không sao chứ chỉ thấy ân vô đạo đã tức giận cởi ra áo khoác ngoài không sao cả chỗ này cứ giao cho tôi đối với tên côn đồ đang hùng hổ lao tới trước mặt ân vô đạo chỉ cần tung ra một đấm đã dễ dàng đánh hắn bay xa sau đó chốt hạ bằng cú đá móc thần sầu thật không hổ là thuộc tính binh vương chỉ là độ thuần thục chưa đủ mà đã có thể tăng sức chiến đấu lên nhiều như vậy thầy chiến đấu đã kết thúc vũ nhu mới dám tiến lên hỏi vừa rồi anh bị thương có đau không cũng là lỗi của nhà em làm liên lụy đến anh thật sự xin lỗi ân vô đạo tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng sâu trong nội tâm không khỏi phấn chấn quả nhiên là thế anh hùng cứu mỹ nhân sẽ chiếm được yêu thương a bật mốt chính nhân quân tử ân vô đạo không ngừng chửi khương gia là ma quỷ đội lốt người cưỡng đoạt chiếm nhà bất hợp pháp ức hiếp cô nhi quá phụ không việc xấu nào không làm quả thực không bằng heo chó khổ nỗi chẳng một ai thèm nghe mọi người vẫn không ngừng miệt mài đánh chém lâm vũ nhu ở bên mặt mày e thẹn độ thiện cảm không ngừng tăng lên thoáng chốc đã đạt tới 80 điểm cô đã hoàn toàn quên mất chuyện anh trai đang phải chiến đấu bán sống bán chết đảng kia Nhìn tới hai tên thiên tri kiêu tử đánh nhau thì cũng có thể biết được kết quả lốm đốm, sợ là phải đánh tới Tết Công Gô mới có thể phân ra cao thấp. Lại một chiếc xe từ xa lao tới, Khương Nhân Kiệt nhảy xuống vẫy vẫy tên Lạc Phong dừng tay, mọi người đều là người nhà, đừng nên tổn thương hòa khí. Đôi bên tạm thời đình chiến ngồi xuống đàm phán. Khương Nhân Kiệt mỉm cười nhận ra đây là cô bé trong hộp đêm hôm trước. Móc ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, đầu đuôi mọi chuyện hắn đã nghe cấp dưới báo cáo, Tờ chi phiếu 10 triệu này một nửa coi như tiền đền bù nửa còn lại là tiền xin lỗi. Nghe vậy ân vô đạo cũng cười lớn hỏi ý kiến Vũ Nhu, anh của em đã đưa mẹ đi viện rồi, bây giờ chuyện này do em làm chủ. Em có thể đồng ý hoặc cũng có thể từ chối. Sau khi nhận được câu khẳng định chắc địch chỉ có nhà mình được đền bù còn những nhà khác thì không. Đặt lại tấm chi phiếu lên mặt bàn cô cương quyết từ chối, xin lỗi tôi không thể nhận nó được. Thấy bộ dạng không chịu thỏa hiệp, Khương Nhân Kiệt lên tiếng đe dọa. Em gái đừng có mà không biết tốt xấu, Quỹ tái định cư của bọn chúng không hề thấp hơn so với giá thị trường. Cô em muốn bao nhiêu cứ nói thẳng. Nhìn thấy Lâm Vũ Nhu vẫn cương quyết từ chối. Ân vô đạo trực tiếp ném bay chiếc bàn. Nếu đã không đàm phán được, vậy thì đừng nói chuyện nữa. Tất cả hãy nên cút ra ngoài. Thấy vậy Khương Nhân Kiệt cũng tức giận. Ân vô đạo cậu vì gái mà trở mặt với tôi sao? Thậm chí là không ngại đối địch với Khương gia. Nhận được câu trả lời rừng rưng đúng vậy. Khương Nhân Kiệt tái mặt tức giận. Hắn quyết tâm phải cá chết lưới rách. Chỉ tay về phía Ân vô đạo cô em à chẳng lẽ cô thực sự cho rằng ân vô đạo tình cờ gặp cô một cách lãng mạn như thế sao thực ra nó đã lăm le cô rồi còn kêu tôi đưa cô lên giường của nó đấy nghe xong ân vô đạo có chút choáng váng thằng cơ hó này mày thực sự muốn hại ta sao tao sẽ không để mày được như ý đâu nhìn lâm vũ nhu đang rơi lệ bên cạnh miệng vẫn không ngừng hỏi những gì anh ta nói có phải là thật không ân vô đạo mặt đen lại trong lòng không ngừng tính toán dựa vào kinh nghiệm tình trường có thể đoán trước bản thân sẽ ăn một cái tát nhưng chỉ cần không tránh không né thì có thể trong vòng 10 giây xoay chuyển tình thế, cậu quyết đoán nhận lỗi về mình. Đúng theo dự tính, Vũ Nhu miệng chửi vô sỉ, tay quyết đoán tát thẳng vào mặt Ân Vô Đạo. Bắt đầu tính giờ, sử dụng biệt tài thao túng tâm lý, Ân Vô Đạo không ngừng thao thao bất tuyệt. Khi anh nhìn thấy em vào ngày hôm đó thì linh hồn anh đã không bao giờ quay về với cơ thể anh nữa rồi. Hôm đó anh không nên đi vào hộp đêm và cũng không nên gặp em làm gì. Nếu không anh sẽ không có những đêm mất ngủ, sẽ không tham gia vào việc phá rỡ, cũng không bị thương và sẽ không phải cắt đứt tình bạn hơn 10 năm của mình. Nếu như yêu một người mà cần đến sự vô sỉ thì anh cũng rất muốn sự vô sỉ đó. Khuôn mặt không chút giả chân làm Lâm Vũ Nhu cũng siêu lòng, mặt thoáng ửng hồng ngại ngùng xin lỗi, độ thiện cảm lúc này đã lên tới 90. Bầu không khí có chút trở nên ám muội, lúc này Lâm Phong đã từ bệnh viện trở về lớn tiếng hỏi người của Khương gia đã đi hết chưa. Lâm Vũ Nhu xấu hổ đỏ mặt nói vọng lại hai người nói chuyện đi em có việc ở trường nên đi trước đây lâm phong có chút giật mình nghi hoặc con bé này mặt sao lại đỏ vậy vũ nhu vẫn còn đi học ư ân vô đạo thắc mắc con bé là chuyên gia giám định văn vật ở đại học giang thành dạo này nó đang bận rộn với việc thực tập ấy mà sắp xếp ổn thỏa cho bác gái chưa cảm ơn ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa rồi lâm phong anh cảm thấy thế nào về chuyện hôm nay ông chủ tôi cảm thấy chuyện này nhất định có mờ ám tên lạc phong đó là người giỏi về tâm kế mỗi lần chiến đấu với anh đều tính toán rất kỹ lưỡng người như vậy không thể nào là người lỗ mãng ngu si được. Lâm Phong cũng gật đầu đồng ý, tôi cũng cho là như vậy. Tâm tư Lạc Phong kín đáo, hôm nay không nói không rằng đã tấn công ông chủ rồi, tôi cảm thấy giống như là đang muốn gây thù cho Khương gia vậy. Đúng vậy, đó cũng chính là nguyên nhân mà tôi trở mặt với Khương gia. Lạc Phong lai like giả bất thiện, tên ngốc Khương Nhân Kiệt đó chắc chắn là đấu không lại rồi, tôi đoán là Khương gia sẽ có đại loạn. Vì vậy lúc này tốt nhất nên rũ sạch quan hệ ngồi xem động tĩnh. Nghe xong phân tích, Lâm Phong cũng cảm thấy ông chủ mình thật sáng suốt, độ trung thành cũng tăng lên tới 60. Ân vô đạo cũng thắc mắc nếu như Lâm Phong liều mạng chiến đến cùng với Lạc Phong thì có phần thắng không. Qua một lúc trầm tư tính toán, đại khái nếu đấu tay đôi thì Lâm Phong ngang ngửa. Nhưng nhìn những vết chai trên ngón tay thì đại khái anh ta là cao thủ dùng vũ khí, lại không thể đoán ra là dùng loại nào. Ân vô đạo chắc nịch khẳng định tên đó dùng phi đao khiến Lâm Phong kính nể, độ trung thành cũng tăng lên 70. Ông chủ như là thần nhân vậy đó, anh ta có thân pháp quỷ mị như vậy phối hợp với phi đao là hợp nhất. Lâm Phong khẳng định nếu mình dùng súng thì có thể đối phó lại phi đao của đối phương, nhưng ngặt nỗi súng được kiểm soát nghiêm ngặt, khó mà có thể lấy được. Lại nhận được khẳng định chắc chắn của ân vô đạo, anh cứ việc dùng súng, chuyện còn lại không cần quan tâm, tôi sẽ giải quyết hết. Lúc này ở bên bờ sông nào đó, Lạc Phong và Tăng Biêu đang ôn lại chuyện xưa, chỉ thấy hai dòng nước vàng bắn xuống. Tôi nhớ trước đây khi còn bé hai ta thường hay làm chuyện này, lúc đó bắn ra gần 10 mét những năm này để anh ở lại khương gia thiệt thòi cho anh rồi mạng của tôi là do cậu cứu vì cậu làm bất cứ chuyện gì đều rất đáng giá chẳng qua cậu nhất định phải động thủ với khương ra sao nhớ lại chuyện xưa lạc phong không kìm nén được tức giận năm đó mẹ tôi bởi vì thân phận là vũ nữ không những không được công nhận mà còn bị ngược đãi đến chết lần này tôi trở về chính là muốn khương gia nợ máu phải trả bằng máu khương nhân kiệt là tên óc heo đến cả khảo sát thị trường còn không biết Dự án cải tạo đô thị cũ nằm trong tay anh ta chính là quả bom. Mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ của lão già, đến lúc đó tôi sẽ tiễn ông ta đi liền. Ngoài ra cái tên ân vô đạo kia đúng là một tay khó chơi, nghe nói là ngay cả Long Vương Tiêu Thần cũng bị tên đó bẫy, xem ra không thể không đề phòng tên nó. Thiếu gia yên tâm đi tôi sẽ cố gắng tránh tên nó. À đúng rồi, tôi kêu anh đi tìm người đã tìm được chưa? Tôi cũng đang tìm đây cũng có một chút manh mối rồi. Lấy ra tấm ảnh trong túi, Lạc Phong trầm tư suy nghĩ. Em rốt cuộc đang ở đâu? Những năm qua anh ở nước ngoài huấn luyện, nếu như không phải luôn nhớ đến em căn bản không thể sống sót đến bây giờ. Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Mà người trong ảnh đấy không ngờ lại là Tô Thanh Nhã. Ân vô đạo vừa trở về đã được Thanh Nhã ra đón. Anh về rồi à, đổi giày đi. Hôm nay người của Khương gia đưa thiệp mời tới nói là mấy ngày nữa là đại thọ 60 của gia chủ Khương gia là Khương Liên Thành. Mời anh qua đó dự tiệc. Ừ đến lúc đó em đi với anh mà lại còn nửa tháng nữa hợp đồng của chúng ta sẽ hết hạn, khi đó em sẽ được tự do. Lúc đó cha em đem em gán nợ cho anh, bắt em ký hợp đồng làm bạn gái của anh trong vòng 3 năm. Anh rất cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những năm qua, đến lúc đó anh sẽ giữ đúng lời hứa trả tự do cho em. Nghe vậy cả cơ thể thanh nhã như vô lực, chiếc áo đang cầm trên tay cũng không giữ được mà rơi xuống. Cô buồn bã nói chính xác là còn 14 ngày 8 giờ 42 phút nữa. Thoáng chốc đã tới ngày mừng thọ Khương gia cả hội trường tràn ngập một màu đỏ rực, quan khách ra vào tấp nập khoác trên mình là những bộ lễ phục hào hoa, hai người Ân Vô Đạo và Tô Thanh Nhã cũng đã có mặt tại đây. Qua mấy câu chào hỏi xã giao, một số người không nhịn được tán thưởng thiếu phu nhân Ân gia đẹp ghê. Làm Thanh Nhã ngượng ngùng muốn lên tiếng giải thích, bọn họ nói lung tung, "Em không phải. Sao thế? Em không thích à?" Ân Vô Đạo quan tâm hỏi thăm. "Ơ, ờ, không không, bản thân Tô Thanh Nhã cũng không biết mình đang nói gì, mình sắp rời khỏi anh ấy rồi." sao lại thích người khác gọi mình là thiếu phu nhân cơ chứ ây dô ân thiếu đến rồi sao khương nhân kiệt khoác tay giang nhược tuyết đi tới giọng đầy châm chọc vô đạo tôi nghe nói cậu thừa dịp cháy nhà hôi của tập đoàn giang thị cũng quá là bỉ ổi rồi đó nhưng mà những tính toán mưu đồ của cậu đã thất bại rồi sau tiệc rượu ngày hôm nay tôi sẽ chính thức kế thừa khương gia sau này tôi sẽ che chở cho giang thị và nhược tuyết cậu mà còn có ý đồ với cô ấy tôi sẽ không khách khí đâu tìm được chỗ dựa mới làm giang nhược tuyết niềm tin bành trướng ân vô đạo không có anh tập đoàn Giang Thị của chúng tôi vẫn có thể đông sơn tái khởi lại như thường, dã tâm của anh nhất định sẽ không được như ý đâu. Đáp lại ân vô đạo vẫn bình thản như thường, thật sao, tôi thấy là không bao lâu nữa thì các người phải quỳ xuống cầu xin tôi đấy. Khương Nhân Kiệt nghe xong cả người phát hỏa, cậu đang ảo tưởng đấy à, cho dù có chết ở đây tôi cũng sẽ không cầu xin cậu đâu. Giang Nhược Tuyết bên cạnh cũng phụ họa thêm, tên khốn tự cao tự đại, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước mặt anh đâu. Lúc này tiếng chiêng khai tiệc cũng vang lên, Gia chủ Khương gia là Khương Liên Thành ngồi trên xe lăn đáp lễ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia dự tiệc mừng thọ của Khương Liên Thành tôi. Khương mỗ tôi cũng già rồi sức khỏe ngày càng xa sút Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm nhân chứng. Tôi quyết định lui về ở ẩn đem vị trí chủ nhà Khương gia truyền lại cho con trai của tôi. Tay ông chỉ về phía Lạc Phong tuyên bố. Lạc Phong, chủ nhà đời kế tiếp của Khương gia. Làm Khương Nhân Kiệt đang vui vẻ cười lớn thoáng chốc hóa đá. Vậy, vậy mà lại không phải là Khương Nhân Kiệt, Giang Nhược Tuyết giật mình kinh hãi. Quân chúng ăn dưa cũng được phe nghị luận ẩm ý, tình huống gì đây, vậy mà lại đem vị trí chủ nhà truyền cho đứa con riêng. Cho dù Khương Nhân Kiệt hơi ngu ngốc nhưng cũng chưa đến nỗi phải mất đi vị trí kế thừa. Khương Nhân Kiệt gặp phải cú sốc đầu đời dường như phát điên, tay chỉ về Khương Liên Thành quát giận. Ông già chết tiệt, ông tàn là đôi chân chứ không phải là não, ông có biết ông đang nói gì không, sao lại đem vị trí chủ nhà truyền lại cho đứa con riêng hả? có phải ông già rồi nên hồ đồ không? Hắn đang mắng nhiếc rất ư là bon mùm thì ăn ngay một cái tát tới từ Lạc Phong. Tiệc mừng thọ của cha chớ có làm càn, nhìn Khương Nhân Kiệt bị đánh bay, ân vô đạo chỉ có thể cảm thán thằng ngu. Tô Thanh Nhã bên cạnh thì mặt mày xám xịt, Lạc Phong, anh ấy về rồi. Phát hiện sự tình có chút không đúng, lúc này hệ thống nhiệm vụ là phát ra. Cưa đổ thiên chi kiêu nữ Tô Thanh Nhã, yêu cầu độ thiện cảm đạt đến 98 để hoàn thành, phần thường là một điểm thiên kiêu và thiên phú y học hiện đại chợt phát hiện ra nữ chính của Tu La Lạc Phong chính là Thanh Nhã, ân vô đạo có chút bối rồi không biết cái nón xanh này rốt cuộc là ai đội đây. Bà mẹ Khương Nhân Kiệt là Tuyết Di thấy con trai bị đánh vội tiến lên ngăn cản, tiểu tiện chủng, thả con trai tao ra. Nhận thấy người tới, Lạc Phong không ngần ngại cho bà ta một cái tát trời giáng, bà mới là tiện nhân. Quân chúng ăn dưa thấy vậy không khỏi giật mình, con riêng lại dám đánh trưởng bối, cũng quá hỗn láo rồi, Khương Liên Thành sao lại cho một đứa con riêng vô lễ như thế làm người thừa kế chứ nhìn tình thế trước mắt không ngoài dự đoán của ân vô đạo tên lạc phong hẳn là có chỗ dựa lạc phong vỗ vỗ tay kêu người bên ngoài dẫn người vào ông mau quỳ xuống cho tôi người được dẫn vào không ngờ lại là quản gia khương gia khương thụy lạc phong đã điều tra ra chuyện năm đó mẹ hắn chết bất đắc kỳ tử không ngờ là do bị khương thụy bỏ thuốc độc làm hại chỉ thẳng vào tuyết di nguyên nhân mẹ hắn bị bỏ độc chính là phát hiện chuyện tình vụng trộm của bọn họ cho tới khương nhân kiệt này anh ta vốn chẳng phải là con trưởng đích tôn khương gia gì cả mà là nghiệt chủng của phu nhân Khương Gia cùng quản gia. Thật là một scandal chấn động, không ngờ Khương Gia lại có scandal như thế, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt rồi. Mày nói bậy, tao chính là đại thiếu gia Khương Gia, Khương Nhân Kiệt tức tối quát lớn. Đã có chuẩn bị từ trước, Lạc Phong ném trong người ra một bản kết quả xét nghiệm En ở trên đấy nói rõ Khương Nhân Kiệt và Khương Liên Thành quả thực không có huyết thống. Cầm bản giám định trên tay, Khương Nhân Kiệt cảm giác như trời sập, cơ thể không ngừng run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? giang nhược tuyết thì lúc này không khỏi tái mặt cô ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa thì lại ngã ngựa rồi không ngờ ân vô đạo đã tính toán chuẩn bị xong mọi thứ rồi sao nhìn đám lộn xộn trước mắt khương liên thành không còn nhịn được nữa từ hôm nay khương nhân kiệt sẽ không còn mang họ khương đuổi khỏi khương ra kéo khương thụy và trần tuyết ra ngoài tôi muốn ly hôn với bà ấy xóa tên bà ấy ra khỏi hộ tịch khương nhân kiệt bộ dạng nhếch nhác quỳ sụp xuống cha đừng mà con là được cha nuôi lớn cho con ở lại đi lạc phong lúc này cũng tiến lên mặt mày hung ác khương nhân kiệt tự anh cút ra ngoài hay là đợi tôi vứt anh ra ngoài đây nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm trợ giúp khương nhân kiệt gào to có ai không cứu tôi với a nhưng quần chúng ăn dưa không một ai dám tiến lên đừng nhìn tôi tôi cũng không dám xen vào chuyện của khương ra đâu chuyện này cho dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu được đâu nhìn tới ân vô đạo khương nhân kiệt như thấy được ngọn cỏ cứu mạng mình hắn chạy tới quỷ sụp xuống vô đạo hiện giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi thôi dù sao thì cậu cũng không thể nào thấy chết mà không cứu a à. ân vô đạo giọng đầy vẻ mỉa mai là ai mới vừa nói cho dù có chết ở nơi này cũng sẽ không cầu xin tôi nhỉ chỉ thấy khương nhân kiệt dập đầu như gà mổ thóc vô đạo tôi sai rồi tôi không dám đối phó với cậu nữa đâu hắn khóc lóc cầu xin hôm nay nếu như cậu có thể bảo vệ tôi thì dự án cải tạo lại đô thị cũ đó là của cậu bệnh viện trung tâm giang thành cũng thuộc về tôi đấy là yêu cầu của ân vô đạo Cảm thấy bản thân đã không còn lựa chọn khác, Khương Nhân Kiệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chốt được kèo thơm, Ân Vô Đạo không ngừng vỗ tay tán thưởng Lạc Phong, đặc sắc, thực sự là đặc sắc quá đi. Họ Ân, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Ân gia cùng Khương gia là thế giao, mắt thấy Khương gia đại họa lâm đầu, tôi há có thể ngồi yên không để ý đến chứ. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, người lớn phải chịu trách nhiệm cho việc làm và lời nói của bản thân mình đấy. Đó là đương nhiên giơ cao tờ giấy giám định trên tay, Ân Vô Đạo hùng hồn tuyên bố đây là giả. Nghe vậy Lạc Phong tràn đầy tự tin, đây chính là giám định được Giang Đại xác nhận, đó chính là nơi có thẩm quyền nhất trong Giang Thành này, anh đừng có mà ăn nói lung tung. Ân Vô Đạo vẫn tràn đầy tự tin, thật sao? Vậy thì chúng ta hãy chứng minh nó ngay tại đây đi. Chỉ tay về người đàn ông trung niên gần đấy cậu nói, viện trưởng Đồng, ông hãy nói cho mọi người biết, tờ giấy giám định này có phải là thật không? Viện trưởng giám định của Giang Đại là Đồng Hạo thầm than đen đủi quân chúng ăn dưa khi không lại dính tới ân vô đạo đúng là thực sự đau đầu vỗ vỗ vai đồng hạo ân vô đạo không quên nhắc nhở hình như là anh nhà đồng phi đang làm việc tại tập đoàn thịnh đường nhà tôi nhỉ cậu cậu tính làm gì tôi sẽ cố gắng quan tâm tới anh ta tôi tôi hiểu rồi đạt thành hiệp nghị đồng hạo cầm lên tờ giám định đây là giả giám định giang đại chúng tôi chưa bao giờ đưa ra giấy giám định này cả họ ân anh xé nát giấy giám định rồi thì sao chứ khương thụy đã nói ra hết rồi Chẳng qua là làm tiếp một lần giám định nữa là được thôi. Ồ, Khương Thụy đã nói gì thế? Sao tôi chẳng nghe thấy gì hết nhỉ? Ông hãy nói lại lần nữa những gì đã nói vào ngày hôm qua đi, đừng đánh, đừng đánh tôi nói. Tôi cùng với Trần Tuyết đã qua lại với nhau từ 20 năm trước. Câm miệng, Di Tuyết chính là con gái của Trần thị ở Dĩnh Xuyên, thân phận cao quý, sao có thể qua lại với ông được chứ? Ông là người hầu trải qua nhiều thế hệ ở Khương gia, lại nhận được rất nhiều ân huệ, sao lại dám nói xấu chủ của mình? hãm hại thiếu gia chứ hành động bất trung và bất nghĩa như vậy quả thực không xứng làm người nỗi đau xác thịt chỉ trong chốc lát nhưng trung nghĩa sẽ được lưu danh vĩnh viễn trên thế gian này đây là những gì một người đàn ông nên làm ẩn ý trong lời nói khiến ông ta hiểu ra là lạc phong ép tôi hãm hại bà chủ và thiếu gia tôi và bà chủ chưa bao giờ vượt qua danh giới tôi và thiếu gia càng không có bất cứ quan hệ nào tôi đối với khương gia là trung thành tuyệt đối khốn nạn đây không phải là những gì ông đã nói vào ngày hôm qua Tôi lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch. Âm một tiếng, lão quản gia đã lao đầu vào cột chết ngay tức khắc. Lạc Phong mặt đen lại nghĩ thầm, người này nói có dăm ba câu thì đã đổi trắng thay đen. Còn khiến cho quản gia tự sát nữa, chớp mắt cái đã hóa giải thế cục mà mình đã tốn công sắp xếp bao năm nay. Không hổ là người đã trừ khử được Long Vương, quả nhiên bất phàm. Thế bá, tranh đoạt tương tàn, mưu hại bà chủ gì đó, kế tiếp xử lý như thế nào đó chính là việc của Khương gia mấy người, tôi không nhúng tay vào khương liên thành tức giận kêu đám hộ vệ người đâu rồi mau dùng gậy đánh khương lạc phong đuổi khỏi khương gia tôi không có đứa con trai này quyền cước tung ra lạc phong đã dễ dàng đánh ngã đám vệ sĩ lao tới đưa tay bóp lấy cổ tuyết di hắn thách thức ai dám tiến lên tôi kệ mẹ scandal của khương ra mấy người cũng không thèm cái vị trí chủ nhà cho má gì đấy lần này tôi về chỉ để làm một chuyện báo thù rửa hận cánh tay bắt lấy cổ tuyết di phát lực bà ta được tiễn đi bán muối ngay tức khắc quá tàn bạo thật là đáng tiếc. Nhìn thấy vợ mình bị bóp chết ngay trước mắt, Khương Liên Thành không chịu nổi cú sốc mà thăng thiên ngay sau đó. Cha, người đừng chết mà, mới dọa thôi mà đã chết rồi sao, đúng là không chịu nổi đà kích mà. Tiếp theo đến lượt mày rồi, tên khốn hại tao không thể kế thừa hợp pháp Khương gia. Thế mà lại dám nói là về báo thù rửa hận gì đó, chẳng qua là cũng thèm muốn gia sản trăm tỷ của Khương gia đấy thôi, rồi chá. Người sắp chết, nói gì cũng vô dụng thôi, tao sẽ dùng tuyệt kỹ để tiễn mày một đoạn đường em không cho phép anh giết anh ấy đúng lúc này tô thanh nhã lao ra cản trước người ân vô đạo thanh nhã là em sao lúc này tang bưu từ ngoài hớt hải chạy vào lão đại lục mạng dẫn theo Red Shield đến đây rồi tới cũng nhanh thật đó trước khi chạy trốn lạc phong không quên ném lại một câu đe dọa ân vô đạo tao sẽ tới tìm mày nữa mình cảm thấy là anh ta còn có dụng ý khác a à. lúc này khương nhân kiệt mới vác theo con dao chặt thịt to tổ bố chạy tới đồ khốn nạn không được đi tao phải chém chết mày ân vô đạo cũng thiện ý nhắc nhở hắn là người đã chạy trốn từ đời nào rồi chỉ thấy hắn sụp xuống khóc lóc người thân của tôi chết hết rồi tôi thành cô nhi rồi giờ không phải là lúc để đau buồn khương ra không thể loạn tôi sẽ cho người đến giúp anh xử lý hậu sự anh nên sớm tiếp quản khương ra đi vô đạo vẫn là cậu tốt với tôi nhất anh bị bóng hả mau buông lão tử ra ngay chúng ta là bạn cởi trùng tắm mưa từ nhỏ tất nhiên sẽ không có chuyện thấy chết không cứu có người anh em như cậu thật là tốt a à? đúng rồi nhớ đem dự án cải tạo lại đô thị cũ cùng với bệnh viện trung tâm chuyển sang tên tôi càng nhanh càng tốt nha nhớ kia giang tiểu thư chuyện hôm nay cô cũng nhìn thấy rồi đó tôi không thể vì cô mà đắc tội với vô đạo được ước định trước đó của chúng ta không còn hiệu lực nữa cô tìm cao nhân khác đi tôi hiểu tôi cảm thấy cô vẫn là nên đi theo cậu ta đi ở giang thành này không có ai dám đối nghịch với ân vô đạo thứ cậu ta muốn chưa bao giờ mà không có được cả còn cô thì lại là người phụ nữ mà cậu ta muốn có nhưng mà anh lừa gạt để mưu lợi riêng, đổi trắng thay đen, có khi nào anh cắn rứt lương tâm không? Đổi trắng thay đen ư, cô cho rằng mọi người ở đây không nhìn ra ư, cô cho rằng Khương Lên Thành không biết sự thật sao. Thế lực Trần Thị ở Dĩnh Xuyên rất lớn, Khương ra nếu tùy tiện đuổi Trần Tuyết đi, trục xuất Khương Nhân Kiệt. Chắc chắn sẽ bị Trần Thị trả thù liền, Khương Liên Thành thế cưỡi trên lưng cọp, vì để không bị mất mặt, chỉ có thể đổi người thừa kế mà thôi. Mà việc tôi làm chính là cho ông ta một nấc thang để bước xuống mà thôi. Không thể nào, Khương Liên Thành tuyệt đối sẽ không vì tự vệ mà không để ý đến huyết thống Khương gia được, anh chính là đang nói bậy. Tổ tiên của Khương Thụy là con thứ của thế tổ Khương thị, có cùng huyết thống với Khương Liên Thành, dòng máu chảy trong cơ thể Khương Nhân Kiệt và Lạc Phong đều là huyết thống của Khương gia. Nếu cô là Khương Liên Thành, thì cô sẽ chọn Khương Nhân Kiệt người có chỗ dựa vững chắc, hay là chọn Lạc Phong người có một người mẹ xuất thân là vũ nữ. Nghe lập luận vững chắc của Ân Vô Đạo, độ thiện cảm của Giang Nhược Tuyết không ngừng nâng cao, lúc này đã lên tới âm 20 điểm. Tôi Tôi chọn Khương Nhân Kiệt, ân vô đạo, sao anh lại biết được nhiều như vậy chứ? Đúng là yêu nghiệt. Trở về tới Giang Biên Tiểu Trúc, em đi lên trước đi, anh có chuyện muốn nói với Lâm Phong. Nhìn biểu cảm của Nhược Tuyết làm Lâm Phong không khỏi thắc mắc. Chị dâu bị sao vậy? Có phải là bị dọa sợ rồi không? Trên đường về cứ như là mất hồn vậy đó. Kệ cô ấy đi xem tôi đã chuẩn bị đồ tốt gì cho anh này, vừa nói ân vô đạo vừa mở cốp xe ra. Nhìn khẩu đi giờ Eagle ngay ngắn trong hộp, Lâm Phong phấn khích như bố đẻ em bé. Anh từ đâu mà có được vậy? Sơ nhân tự có rượu kế he he. Cái cảm giác quen thuộc này nó khiến tôi mơ được trở lại làm lính. Chỉ tiếc là không có giấy phép sử dụng súng. Tài thiện xạ của tôi coi như là không có cơ hội thi triển được rồi. Không ngờ ân vô đạo lại từ túi lấy ra hai tờ giấy phép sử dụng. Tôi nói với ông nội là tôi sợ bị người khác bắt nạt, cho nên ông nội tôi đã làm cho tôi đó. Ai dám bắt nạt anh chứ? Đang cười nói vui vẻ thì trên lầu truyền đến tiếng kêu thất thanh. Không được. Ân vô đạo hốt hoảng đấy là tiếng thanh nhã rút vội khẩu súng cầm tay lâm phong dùng sức bật người lao thẳng lên lầu hai chị dâu vừa nãy xảy ra chuyện gì thế thanh nhã chột dạ à có lẽ tôi nhìn thấy rán bình thường tôi khá là sợ côn trùng không có gì thì tốt rồi để lát nữa tôi tìm người đến diệt côn trùng đúng lúc này ân vô đạo cũng từ ngoài cửa bước vào ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng tôi thấy không phải rán đâu mà là dẹp mới đúng cậu nắm lấy cổ tay thanh nhã tại sao cái gạt tàn lại có tàn thuốc vẫn còn khói chứ hả có khi nào anh bất cẩn như thế không? Anh làm em đau a à? tàn thuốc kết tụ lỏng lẻo không hề bị bong ra, Tô Thanh Nhã vẫn còn chống chế, chắc là có cơn gió thổi qua. Ân vô đạo tức giận đẩy cô ngã xuống sàn, vậy mớ cát biển này giải thích thế nào đây? Đây là cát biển ở bờ cát bên ngoài cửa sổ. Là anh ta đến đúng không, đã từng là Thanh Mai trúc mã với em. Thanh Nhã có chút bối rối nhưng vẫn không hề thừa nhận, không phải, anh đừng hiểu lầm. Dám vào trong nhà tôi làm càn, các người là đang muốn chết, cửu long chân khí đã được vận chuyển ra lòng bàn tay long chảo sắc bén phá không bay về hướng rèm cửa chỉ một chiêu đã tiễn tang biêu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân nhìn thấy người chết là tang biêu làm ân vô đạo không khỏi bất ngờ lạc phong nãy giờ trốn trên trần nhà thấy vậy không khỏi phẫn nộ người bạn lâu năm cứ như vậy mà chết rồi lúc này hệ thống cũng phát ra cảnh báo tu la nổi giận đề nghị túc chủ nhanh chóng chạy thoát thân lúc này lạc phong cũng đã lao tới phi đao trên tay không ngừng được ném ra ân vô đạo tao muốn mày phải đền mạng. Ngày hôm qua cửu long chân khí của ân vô đạo đã đột phá tới tầng 2, cậu không ngần ngại mà cứng đối cứng với hắn. Dùng cương khí hộ thể của bản thân đón đỡ tam thập lục phẩm phi đao của Lạc Phong. Cảm thấy cương khí của ân vô đạo có vẻ khó nhằn, Lạc Phong trực tiếp tung ra tuyệt kỹ đã thành danh của mình, phi đao hóa thành một luồng huyết sát lao thẳng tới đánh văng ân vô đạo ra xa. Gắng gượng đứng dậy, ân vô đạo ho ra khụ khụ, không hổ là nhân vật chính, quả nhiên luôn có hào quang nhân vật chính ra chỉ mà một chiêu không đắc thủ, Lạc Phong có vẻ tức giận lắm, sát ý tỏa ra nồng đậm khắp căn phòng. Với cơ thể của một thằng công tử bột như mày lại có thể ép tao dùng tới tuyệt kỹ, đúng là làm tao cảm thấy chấn kinh rồi. Nhưng mày lại chiếm đoạt Thanh Nhã, giết người anh em của tao, mày tội đáng muôn chết. Cũng như lần trước, Tô Thanh Nhã lại lao ra cản trước người ân vô đạo, không được, không được giết anh ấy. Lạc Phong nghe vậy rất ư là tức giận, tại sao, anh ta là người đàn ông hư hỏng đã chiếm lấy em nhưng em lại vì anh ta mà liều mình cản hai lần em không hận anh ấy nếu không có anh ấy thì em không thể sống được đến tận bây giờ với lại anh ấy không có chiếm lấy em lâm phong mặt đen như đít nồi toàn thân run rẩy cảm thấy mình bị phản bội tô thanh nhã có phải em đã yêu tên khốn này rồi không em phản bội anh tô thanh nhã hai mắt đẫm lệ em không biết em chỉ là không muốn anh ấy chết ân vô đạo lúc này mới lạnh lùng lên tiếng phản bội sao tô thanh nhã cô cùng đứa con hoang này có mối quan hệ không tầm thường nha chỉ thấy thanh nhã lắc đầu nguầy nguậy vội giải thích không phải như thế đâu vô đạo anh đừng hiểu lầm em chỉ xem anh ta là anh trai mưa mà thôi lạc phong cười lớn anh trai mưa sao mặt hắn giữ tợn như ăn phải ớt ân vô đạo mày không những chiếm lấy thể xác em ấy mà còn chiếm luôn cả trái tim em ấy mối hận cướp vợ mối thù giết anh em hôm nay mày nhất định phải chết tay phải chớp động một thanh phi đao đã được lạc phong ném ra nhìn thanh phi đao sắc lẹm đang lao tới ân vô đạo và thanh nhã không khỏi hoảng hốt cậu gào lớn lâm phong sos chỉ nghe bang một tiếng lâm phong đã xuất hiện nâng súng bắn ra viên đạn chuẩn xác gam thẳng vào phi đao đang lao tới hiểm hiểm cứu được ân vô đạo một chiêu chí mạng này thì yêu chị dâu của tao cặp súng trong tay lâm phong không ngừng nã đạn lạc phong chỉ có thể lợi dụng thân pháp quỷ mị không ngừng né tránh hắn không ngừng trừ rủa lâm phong đường đường là binh vương vì sao lại nối giáo cho giặc trở thành chó săn cho tiểu nhân mặc kệ hắn có liên thuyên cái gì lâm phong vẫn không ngừng nã đạn hết rồi lại thay kẹo đồng được cậu liên tiếp bắn ra ân vô đạo là một quân tử sao có thể là tiểu nhân được chứ trái lại với những hành động của mày giết hại mẹ cả bức tử cha ruột không bằng cầm thú cảm thấy không thể thao túng được lạc phong chỉ có thể miễn cưỡng ra tay phản kháng tất cả phi đao được hắn toàn lực sử dụng ra tiếp tay cho giặc cùng đi chết đi lâm phong cũng không kém cạnh kẹo đồng xả ra như mưa cản lại hết đám phi đao đang lao tới quyết định sử dụng ra tuyệt chiêu của mình, Lạc Phong không tin Lâm Phong có thể đón đỡ. Lâm Phong bên này thì vẫn bình tĩnh như thường, hai tay liên tục xả đạn, tinh chuẩn bắn trúng mũi phi đao đang lao tới. Lạc Phong đứng đấy ngơ ngẩn cả người, 36 mũi phi đao của hắn đều bị đánh rơi trên đất. Dù rất là cay cú nhưng hắn cũng phải tán thưởng trình độ thiện xạ như thần của binh vương Lâm Phong. Tuy có cảm ơn lời khen nhưng súng trên tay Lâm Phong cũng chỉ lên chán hắn. Ông chủ, xử lý tên này như thế nào đây? Muốn chém muốn giết tùy ý các người thấy vậy tô thanh nhã liền lên tiếng trước ngắt lời vô đạo em xin anh đừng giết anh ấy mà thả anh ấy đi đi ân vô đạo tức giận nâng cầm cô cho tôi một lý do để thả anh ta đi tô thanh nhã khuôn mặt thẹn thùng em đồng ý hầu hạ anh cả đời đẩy ngã tô thanh nhã cô nghĩ hay lắm ân vô đạo xoay người lạnh lùng nếu như cô không thể quên anh ta được đã vậy tôi sẽ tác thành cho cô cùng với anh ta mau cút đi thanh nhã bội dạng ủy khuất với tay níu kéo đừng mà lại bị lạc phong nắm tay kéo đi Thanh nhã chúng ta đi thôi." Lạc Phong nở một nụ cười nham hiểm, hắn thầm nghĩ trong đầu, Ân Vô Đạo, mày sẽ vì quyết định này mà hối hận. Lúc này bảng thông báo cập nhật nhiệm vụ hiện lên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Phong là 90%, chỉ nhận được phần thưởng kỹ năng. Tam thập lục phẩm huyết liên phi đao, lựa chọn sao chép hay cướp đoạt? Đối với kẻ địch thì không cần phải nghĩ, trực tiếp lựa chọn cướp đoạt cho bản thân, nhiều kỹ năng thì lúc nào cũng có ích. Một ấn ký phi đao như hình chiếc quạt tỏa ra huyết sắc không ngừng dung nhập vào não hải ân vô đạo lúc này ở bên ngoài cửa biệt thự lạc phong toàn thân vô lực ngã quỵ xuống hắn không hiểu vì sao có cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó tô thanh nhã xoay người chỉ để lại cho hắn câu nói lạc phong anh đi một mình đi lạc phong cũng giật mình quay ngoắt lại thanh nhã lẽ nào em thực sự đã yêu tên công tử bột đó sao cô tức giận hai mắt ngấn lệ anh ấy không phải là công tử bột anh ấy đã cứu em trong thời điểm mà em tuyệt vọng nhất cuộc đời này lúc tô thanh nhã tuyệt vọng bị cha mình bán cho bọn chủ nợ thời khắc sắp bị làm thịt thì ân vô đạo với cây gậy sắt trên tay đã đánh cho bọn chúng răng môi lẫn lộn cứu thoát cô khỏi nơi địa ngục trần gian đó còn anh thì sao lúc ấy anh ở đâu nghe tới đây lạc phong chỉ có thể á khẩu hắn xin lỗi là anh đã không bảo vệ em tốt lạc phong rời đi hắn quyết tâm sẽ còn quay lại giành lại thanh nhã từ tay ân vô đạo một cách quang minh chính đại sau đó bù đắp tất cả những gì cô phải chịu trong suốt nhiều năm qua Tô Thanh Nhã buồn bã rơi lệ, cô biết hai người đã không thể quay lại được nữa. Lại không biết rằng Ân Vô Đạo đã ở phía sau chứng kiến tất cả. Cậu chỉ lên tiếng bảo cô nếu đã không đi vậy thì đi theo anh, sau đó xoay người đi thẳng vào nhà. Lúc này Thanh Nhã như đã hạ quyết tâm, "Vô Đạo, em không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả, bất kể anh yêu cầu em làm gì em đều bằng lòng." Nhìn thấy Ân Vô Đạo đang chuẩn bị nước cho mình, cô hoảng sợ nghĩ tới chuyện đó, anh ấy lại làm chuyện đó ngay trước mặt mình sao? Đây là trừng phạt của anh sao? anh nhất định phải làm như vậy với em sao? Đón lấy ly nước trên tay đưa lên miệng hớp, mình nhất định không được để nó xảy ra, mình tuyệt đối không được, nhất định không được thể hiện bộ mặt đó ra được. Độ thiện cảm của Tô Thanh Nhã bây giờ đã là 95, cô e thẹn hai má ửng đỏ. Lại không biết rằng thứ vừa được ân vô đạo cho uống là thuốc mê, một trận mê muội chuyển đến. Thấy Thanh Nhã đã ngủ say, lúc này ân vô đạo mới tiến lên, trái tim của phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển mà, tiếc là chỉ còn thiếu 3 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, bây giờ anh phải đi xử lý chuyện giữa đàn ông. Diệt cỏ không tận gốc, gió sân thổi vạn vật hồi sinh, sau đó kéo theo Lâm Phong rời đi. Tại bến tàu Giang Thành, Lạc Phong đang chờ tàu bỏ trốn tại đây. Hắn thầm thề sẽ còn trở lại Giang Thành, tới lúc đó sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, giết chết hết những ai dám cản trở. Từ xa một con thuyền chậm chậm cập bến, từ trên đấy có hai người bước xuống. Người đi đầu kéo chiếc mũ trùm lên, đấy không ngờ lại là ân vô đạo. Lạc Phong thấy vậy hốt hoảng, Ân vô đạo, tại sao lại là mày, mày đã đồng ý với thanh nhã thả tao đi rồi mà. Yên tâm, cô ấy sẽ không bao giờ biết được là tôi giết anh đâu. Lạc phong vội phóng ra huyết liên phi đao, nhưng lần này nó lạ lắm. Dù là ân vô đạo đang đứng yên cũng không trúng đích. Ân vô đạo còn bỉa mai hắn phải nhắm cho chuẩn vào chứ. Lâm phong ở sau thì không ngừng nghi hoặc, tại sao tuyệt kỹ phi đao của lạc phong đột nhiên không dùng được nữa. Sau đó chỉ thấy ân vô đạo xuất ra 36 thanh huyết liên phi đao lại kết hợp với cửu long chân khí để điều khiển. Đây đúng là sự kết hợp tuyệt vời mà. Phi đao không ngừng xoay trên tay, cả người Ân Vô Đạo toát ra chân khí vàng rực. Lại vô sỉ hỏi Lạc Phong nhìn có thấy quen không? Vỗ vỗ cái đầu, Lạc Phong cũng ngơ ngác, nhìn thì có hơi quen nhưng mà nghĩ mãi không ra. Thật tội nghiệp cho tên Lạc Phong, tới cuối cùng lại chết trên chính tuyệt kỹ thành danh của mình, 36 thanh huyết liên phi đao lao tới đâm hắn thành tổ ong. Lâm Phong thắc mắc hỏi, làm thế nào mà anh lại có 36 thanh phi đao huyết liên đó vậy? Ân Vô Đạo cười không ngậm được mồm mới vừa học xong đấy, lừa ai hả, nhưng mà cũng lợi hại lắm à nha. Trải qua chuyện này độ trung thành của Lâm Phong đã lên tới 80. Lúc này thông báo hệ thống hiện lên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Phong là 100%, thưởng một điểm thiên kiêu, cậu thầm chửi hệ thống cũng quá miễn cưỡng rồi. Nhớ lại lúc trước khi bị tiêu thần giết đã từng gặp một vị mỹ nữ, cũng không biết hệ thống có phải chị đẹp đó không, sắc đẹp đấy quả thực khiến người khó quên mà. Có vẻ cũng đã đến lúc tìm hiểu chức năng của hệ thống rồi.